chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay sẽ gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Kính thưa quý vị, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Đà Nẵng trở thành thành phố Việt Nam Cộng Hòa trong năm 2030. Việt Nam Cộng Hòa điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2040, định hướng hình thành chuỗi đô thị trên địa bàn và đầu tư nhiều công trình giao thông lớn. Ngày 27 tháng 3, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch Đà Nẵng cho biết đồ án điều chỉnh quy hoạch vừa được Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phê duyệt tạo cơ sở pháp lý quan trọng để phát triển thành phố trong tương lai hiện đại bậc nhất miền Trung, một thành phố thông minh như Singapore. Theo đó, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung lần này được Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và Đà Nẵng thuê đơn vị tư vấn Singapore thực hiện. Thay thế cho bản quy hoạch 2010, mục tiêu của đồ án là Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Hiện nay, hình hài Đà Nẵng trong tương lai gồm các trung tâm phân tán như khu vực trung tâm thành phố hiện hữu, trung tâm dịch vụ công nghệ cao tại phía Tây Bắc, trung tâm thương mại dịch vụ gắn với ga đường sắt mới, trung tâm đổi mới sáng tạo phía Nam, với tổng kinh phí Việt Nam Cộng Hòa dự kiến lên 120 tỷ đô la. Thành phố Đà Nẵng sẽ hình thành chuỗi đô thị, mỗi khu khoảng 50.000 đến 250.000 người, tái thiết các khu dân cư ở trung tâm theo mô hình đô thị nén nhằm nâng cao hệ thống sử dụng đất và dành cho giao thông công cộng thông thoáng, trong đó giải tỏa các khu vực bên trong các con hẻm. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cũng xác định phát triển du lịch trên địa bàn toàn thành phố, tập trung đầu tư hoàn thành các dự án trọng điểm gồm tổ hợp trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, công viên văn hóa và vui chơi giải trí phía Đông Nam Đài Tưởng Niệm, khu sân golf, khu công trình phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế, công viên chuyên đề phía Nam bán đảo Sơn Trà, quần thể du lịch sinh thái Bà Nà, Suối Mơ, khu nghỉ dưỡng tổng hợp Làng Vân, v.v. tái khởi động lại với mức kêu gọi đầu tư từ nước ngoài lên 46 tỷ đô la từ nhà đầu tư của Mỹ mà Việt Nam Cộng Hòa đã lên kế hoạch liên kết. Các khu vực giải các ven biển Đà Nẵng sẽ có các công viên, lối đi bộ để đảm bảo hành lang bảo vệ bờ biển và tiếp cận của người dân cũng như du khách. Về giao thông, Chính phủ tiếp tục nâng cấp, mở rộng cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, đạt công suất 30 triệu hành khách mỗi năm, và lẫn sân bay quân sự mở rộng, chứa được các chuyên cơ hạng nặng của Mỹ từ hạm đội bay vào để bảo vệ khu vực hai quần đảo Biển Đông, quy hoạch hành lang cho tuyến đường sắt tốc độ cao và đường sắt quốc gia chạy song song về phía đông đường cao tốc. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cũng lên kế hoạch xây dựng nhà ga đường sắt mới đạt công suất 10 triệu hành khách mỗi năm, diện tích khoảng 30 ha, xây mới cảng Liên Chiểu, công suất đạt 50 triệu tấn mỗi năm, diện tích khoảng 450 ha, bao gồm cả phần mặt nước. Cảng Tiên Sa sẽ được chuyển dần thành cảng du lịch sau khi cảng Liên Chiểu đi vào hoạt động. Các tuyến đường thủy sông Hàn, Cổ Cò, Thu Bồn, sông Hàn Vĩnh Điện, Thu Bồn, tuyến từ Vịnh Đà Nẵng đi Hòn Sơn, Trà Con, Cù Lao Chàm sẽ được kết nối với Hội An nhằm phát triển du lịch, nâng cấp cảng sông Hàn để đáp ứng việc đón các tàu du lịch cỡ lớn. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa định hướng kêu gọi đầu tư để xây dựng hầm chui xuyên qua sân bay, kết nối khu đô thị phía Đông và phía Tây, tính toán làm hầm qua sông Hàn, kết nối từ khu vực đường Đống Đa, Trần Phú, quận Hải Châu sang đường Vân Đồn, Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà, làm cầu nối đường 29 tháng 3, quận Cẩm Lệ với đường Bùi Tá Hán, quận Ngũ Hành Sơn. Giao thông công cộng của Đà Nẵng còn được quy hoạch hai tuyến Metro 11, tuyến đường sắt nội bộ, bến xe trung tâm thành phố, quận Liên Chiểu sẽ chuyển đổi để phục vụ giao thông công cộng. Ga đường sắt hiện nay ở đường Hải Phòng, quận Thanh Khê, sau khi di dời sẽ phát triển thành ga giao thông công cộng trung tâm, kết hợp với phát triển dịch vụ thương mại công viên. Các bãi đổ xe ở trung tâm được xây dựng trên diện tích khoảng 120 ha. Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Đà Nẵng, cho biết dự kiến ngày 27 và ngày 28 tháng 3,
chính quyền thành phố sẽ tổ chức công bố đồ án được Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa quy hoạch vừa được duyệt, sau đó rà soát và lập kế hoạch phát triển đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị v.v. để triển khai thực hiện. Tiếp theo là phần tin liên quan. Bài viết có tựa đề "Không phải nông dân, đảng mới là đối tượng cần giải cứu". Hệ thống truyền thông Việt Nam tiếp tục quảng bá nỗ lực giải cứu nông sản của dân chúng nhiều vùng, miền tại Việt Nam. Tờ Tuổi Trẻ vừa giới thiệu một số tấm gương, chẳng hạn bà Trương Thị Úc, ngụ ở Cần Thơ, cả ngày bán bánh ướt, lời được 50.000 đã dành 20.000 mua rau, củ của Hải Dương. Việt Nam đã và đang là một trong số rất ít quốc gia mà dân chúng phải nuôi cả hệ thống công quyền lẫn hệ thống chính trị, đảng, quốc hội, hội đồng nhân dân, mặt trận tổ quốc và vô số hội đoàn dành cho tất cả các giới thuộc đủ mọi độ tuổi để dẫn dắt đồng bào đi theo. Lá cờ vẻ vang của đảng ở tất cả các cấp từ trung ương đến địa phương. Việt Nam cũng là một trong số rất ít các quốc gia mà nông dân sống sót nhờ các chiến dịch giải cứu đủ loại nông sản vốn là hoa lợi từ trồng trọt, chăn nuôi. Tuy quy mô của hệ thống chính trị và hệ thống công quyền ở Việt Nam thuộc loại hiếm, nhưng các chiến dịch giải cứu nông sản thường do dân chủng Việt Nam vì muốn đùm bọc nhau mà thực hiện. Trước nông sản ứ động, hư thối vì con đường xuất cảng sang Trung Quốc bị tắc bởi lý do nào đó, gần đây nông sản rơi vào tình trạng bán không ai mua, cho không ai lấy. Còn vì chính quyền, nhiều địa phương muốn bảo vệ thành tích chống dịch nên nghiêm cấm lưu thông, kể cả phân phối nông sản từ vùng có dịch, và Hải Dương chính là ví dụ minh họa rõ nhất. Thậm chí, để bảo vệ thể diện, ngăn chặn những chỉ trích về năng lực quản trị, điều hành và bất chấp thực tế, giá bán 3 kg hành lá không đủ để thanh toán 1 ly trà đá, không có người mua, nông dân phải nhổ rau, cà chua, củ cải v.v. đổ xuống sông. Đại diện chính quyền thành phố Hà Nội mạnh miệt khẳng định không cần giải cứu. Nông sản không chỉ liên quan đến cơm no, áo ấm của 70% lực lượng lao động tại Việt Nam, mà còn là yếu tố đảm bảo sự ổn định cho kinh tế, xã hội Việt Nam, cả ở hiện tại lẫn tương lai. Nhưng từ hệ thống chính trị đến hệ thống công quyền Việt Nam cùng bỏ, thì thị trường nông sản, đó là lý do giải cứu nông sản trở thành điệp khúc ngân vang mọi lúc mọi nơi, khiến nông sản, nông thôn sơ sát, tiêu điều, nông dân lún sâu hơn vào bế tắc bần cùng. Chưa kể bỏ phí thị trường nông sản còn góp phần đẩy nông nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung phụ thuộc nhanh hơn, nhiều hơn cả vào thị trường Trung Quốc lẫn chính sách của Trung Quốc. Ngày 26 tháng 2 vừa qua, Trung Quốc tuyên bố từ đầu tháng 3 sẽ đóng cửa, không nhập cảng dứa, tức là thơm, và các sản phẩm chế biến từ dứa của Đài Loan vì có côn trùng gây hại. Nông dân Đài Loan sững sờ bởi Trung Quốc vốn là nơi tiêu thụ hơn 90% sản lượng dứa mà họ thu hoạch. Ngày 28 tháng 2, hai ngày sau khi Trung Quốc đưa ra tuyên bố vừa kể, Tổng thống Đài Loan tổ chức họp báo công bố kế hoạch chính phủ ủng hộ, nông dân yên tâm. Theo đó, chính phủ Đài Loan sẽ làm tất cả mọi cách để thu nhập của nông dân trồng dứa ổn định, không sụt giảm. Đó không phải là cam kết suông. 4 ngày sau, các doanh nghiệp chế biến dứa cả trong lẫn ngoài Đài Loan về hệ thống phân phối thực phẩm ở Đài Loan đã đặt mua 41.687 tấn dứa, cao hơn tổng lượng dứa mà Trung Quốc nhập cảng trong cả năm ngoái, khoảng 41.661 tấn. Chưa kể hệ thống công quyền của Đài Loan còn vận động viên chức ngoại giao các quốc gia khác lên tiếng ủng hộ dứa Đài Loan. Dứa không đơn thuần là cơm áo và quyền lợi của nông dân Đài Loan, nỗ lực bảo vệ người trồng dứa của cả chính quyền, doanh giới lẫn dân chúng Đài Loan, chứng minh với thiên hạ thêm một lần nữa rằng tất cả những chiêu trò mà Trung Quốc áp dụng nhằm gây sức ép trên Đài Loan để duy trì chính sách một Trung Quốc không thể làm giảm nhuệ khí của Đài Loan, không thể khiến Đài Loan trùng bước trên con đường khẳng định tư thế độc lập của họ trước Trung Quốc. Tuy dứt khoát không buông bỏ tham vọng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, nhưng các nhân vật lãnh đạo, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Việt Nam chưa bao giờ mang tới thực trạng của thị trường nông sản, hiện tại tương lai của nông dân Việt Nam. Đến giờ,
Chương trình xây dựng nông thôn mới đã ngốn ngót nghét 200.000 tỷ, nhưng làm sao để nông dân có thể sống bằng hoa lợi từ nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, hải sản một cách ổn định? Vẫn là câu hỏi dù đã được nêu ra cách đây vài thập niên vẫn không có câu trả lời. 84% nông dân nằm trong nhóm ăn bữa nay, lo bữa mai, không có tích lũy. Trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Việt Nam soạn, phê duyệt đủ thứ dự án, kế hoạch có tầm nhìn đến giữa thế kỷ này, thì hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Đài Loan hành xử khác. Nông nghiệp Đài Loan nói riêng, vực kinh tế Đài Loan nói chung, không thể để Trung Quốc nắm giữ như con tin. Bộ Kinh tế Đài Loan đang thực hiện hàng loạt kế hoạch để mở thị trường hướng Nam, gồm những nước Ấn Độ, Indo, Malaysia, Campuchia v.v. cho cả đầu tư lẫn xuất cảng đủ loại sản phẩm. Chỉ trong vài năm, kim ngạch xuất cảng vào thị trường hướng Nam đã chiếm 20% tổng kim ngạch xuất cảng của Đài Loan. Tình trạng bỏ thí thị trường nông sản, mặc kệ nông dân để họ tự xoay sở với những bất trắc từ thiên tai, dịch bệnh, cũng như tự đối phó với bất ổn bởi vô số rủi ro rất khó lường, lượng định trong quan hệ thương mại nặng về tiểu ngạch với Trung Quốc. Rõ ràng là nguyên nhân khiến nông dân Việt Nam thiếu nền tảng đủ vững để hỗ trợ họ sống chững chạc. Đã có rất nhiều người, rất nhiều lần, trong nhiều thập niên từng nêu thắc mắc, làm gì để nông sản không cần trông chờ vào các chiến dịch giải cứu? Thực tế cho thấy, trăn trở đầy thiên chí ấy dường như là sai. Đối tượng thực sự cần giải cứu về nhận thức, về ý thức trách và cả về trách nhiệm thuộc về cơ quan quản lý nhà nước. Trong một diễn biến liên quan, ông Biden lần đầu duyệt bán khí tài quân sự cho Đài Loan. Mỹ đồng ý bán kính tiềm vọng, hệ thống định vị thủy âm cho dự án tàu ngầm của đảo Đài Loan trong thỏa thuận đầu tiên thời ông Biden. Chương trình tàu ngầm nội địa của đảo Đài Loan đạt bước tiến đáng kể sau khi Washington quyết định cấp giấy phép xuất khẩu 3 hệ thống khí tài quan trọng mà hòn đảo không thể tự chế tạo. Người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan, Chiu Kuchan, cho biết: về thời gian bàn giao, chúng tôi cần tuân thủ quy trình sẵn có và tôi không thể nói trước về thời điểm những khí tài này sẽ được chuyển giao, ông Chiu nói trong phiên họp của cơ quan lập pháp hòn đảo. Quan chức Đài Loan không cho biết những khí tài được Washington duyệt bán, nhưng hòn đảo từng thừa nhận không thể tự chế tạo tổ hợp định vị thủy âm, sonar, kỹ thuật số, hệ thống chiến đấu tích hợp và thiết bị phụ trợ như kính tiềm vọng, buộc Đài Loan trông chờ vào công nghệ của Mỹ. Nguồn tin quân sự Đài Loan tiết lộ, cựu Tổng thống Donald Trump đã duyệt xuất khẩu sonar kỹ thuật số và hệ thống tác chiến cho Đài Loan trước khi mãn nhiệm. Trong khi giấy phép chuyển giao kính tiềm vọng đánh dấu lần đầu, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông qua hợp đồng bán khí tài quân sự cho Đài Loan. Mỹ từng phê chuẩn đề xuất bán 8 tàu ngầm DJ điện cho Đài Loan vào năm 2001. Tuy nhiên thỏa thuận này sau đó đổ vỡ và Đài Loan quyết định tự chế tạo tàu ngầm. Tàu ngầm nội địa đầu tiên của Đài Loan được khởi đóng hồi tháng 11 năm 2020, dự kiến biên chế năm 2024 để thay thế dần lực lượng tàu ngầm lạc hậu. Chương trình tàu ngầm này được coi là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo khả năng phòng thủ của Đài Loan và quảng bá nền công nghiệp quốc phòng của hòn đảo. Lực lượng vũ trang Đài Loan hiện sở hữu 4 tàu ngầm, trong đó 2 chiếc lớp 2 xiên được chế tạo tại Mỹ từ Thế chiến 2 và là những tàu ngầm cao tuổi nhất còn trong biên chế trên thế giới. 2 tàu ngầm còn lại thuộc lớp Chanh Lung do Hà Lan chế tạo trong giai đoạn 1982 đến 1986 và khó lòng so sánh được với lực lượng hải quân của Trung Quốc đại lục. Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất và sẵn sàng dùng vũ lực nếu cần thiết. Quân đội Trung Quốc gần đây liên tục diễn tập với khí tài tối tân ở eo biển Đài Loan. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm ngày 28 tháng 2 cảnh báo, việc Đài Loan độc lập đồng nghĩa với chiến tranh, Mỹ lo ngại cán cân quân sự ở eo biển Đài Loan. Các quan chức Mỹ nói tiến trình hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc gây ra mối đe dọa rõ ràng và ngày càng tăng với đảo Đài Loan. Chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp với Đài Loan
là trọng tâm của quá trình Trung Quốc hiện đại hóa quân đội. David Harvey, quyền trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, nói trong buổi họp báo ngày 15 tháng 3. Do năng lực của họ ngày càng tăng, chúng tôi đang rất chú ý đến cán cân quân sự ở eo biển Đài Loan. Harvey đưa ra nhận định trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng áp lực lên đảo Đài Loan khiến căng thẳng tại eo biển leo thang. Đô đốc Philip Davidson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, hồi tuần trước cảnh báo Trung Quốc có thể mở chiến dịch tấn công đảo Đài Loan trong 6 năm tới. Trung Quốc sau đó bác thông tin này. Châu Á là điểm đến trong chuyến công du đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Tham vọng của Trung Quốc trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dự kiến là chủ đề hàng đầu trong các cuộc hội đàm của Bộ trưởng Austin với các đồng minh và đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản cùng Ấn Độ. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẽ sử dụng vũ lực nếu cần. Bất chấp Trung Quốc Bắc Kinh lên kế hoạch tấn công đảo Đài Loan trong 6 năm tới, các quan chức Mỹ cho biết nước này đã nỗ lực nâng cao năng lực tác chiến của hải quân bất chấp những ảnh hưởng lớn từ đại dịch COVID-19. Chỉ trong năm 2020, giữa đại dịch COVID-19, Trung Quốc vẫn biên chế 25 tàu chiến cỡ lớn. Chúng không phải tàu kéo hay tàu tuần tra mà là tuần dương hạm, khu trục hạm, hộ vệ hạm, cùng tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo và tàu đổ bộ, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết. Một quan chức quốc phòng giấu tên khác cho biết Mỹ sẽ áp dụng cách tiếp cận thận trọng trong vấn đề Đài Loan. Chúng tôi cho rằng một cuộc tấn công nhằm vào đảo Đài Loan là điều không tốt với bất cứ ai, quan chức này nói. Nhưng về mặt quân sự, chúng tôi biết rằng nếu gây sức ép quá lớn, Trung Quốc sẽ lấy đó làm cớ tăng hoạt động nhằm vào đảo Đài Loan. Ngài Bộ trưởng Austin, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden còn cử Ngoại trưởng Antony Blinken tới gặp các đồng minh trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Lãnh đạo nhóm bộ tứ gồm Australia, Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản. Hồi tuần trước hội đàm và kêu gọi một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Mỹ ngày 10 tháng 3 điều khu trục hạm USS John Finn đi qua eo biển Đài Loan. Đại diện quân đội Trung Quốc sau đó cho rằng chiến hạm USS John Finn gửi thông điệp sai và cố tình khiêu khích khi đi qua eo biển. Mỹ tăng thách thức Trung Quốc ở Biển Đông dưới thời ông Trump. Hải quân Mỹ tăng tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông để thách thức yêu sách của Trung Quốc trong 2 năm cuối nhiệm kỳ ông Trump. Theo báo cáo được Hải quân Mỹ công bố hôm ngày 15 tháng 3, các chiến hạm nước này mỗi năm thực hiện 10 chuyến áp sát các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông.